Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Công an thị trấn Thông Liêu khu tự trị Nội Mông Cổ vừa đưa ra thông báo chính thức về việc phá được vụ án 4 người chết, 2 người bị thương cách đây 23 năm. Ngày 28 tháng 1 năm 1996, một gia đình 4 người bị giết hại, trong đó một người bị cưỡng hiếp đồng thời bị cướp đi khoảng một dạng, khiến hai người hàng thôn bị thương nặng. Đối tượng sau khi gây án đã lập tức trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát lập tức được điều động đến hiện trường điều tra, đồng thời tạo thành nhiều nhóm nhỏ dài nhằm tìm kiếm đối tượng nhưng sau cuối vẫn không phát hiện được manh mối nào. Bao nhiêu năm qua, dù rằng đội cảnh sát phụ trách vụ án đã thay đổi rất nhiều lần, nhưng cơ quan công an thị trấn Thông Liêu vẫn kiên định theo dõi vụ án. Hai đối tượng đang tiếp nhận thẩm vấn. Năm 2016, lực lượng tác dụng quyết định lật lại vụ án, tập trung nhân lực điều tra coi việc phá án làm trọng tâm. Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát đã bước đầu xác định được đối tượng tình nghi họ Trử đang ẩn nấp tại thị trấn An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Dường như hắn còn có một đồng bọn khác họ Chư, hai tên này soàn xỉnh liên hệ với nhau qua mạng. Cuối cùng khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 9, lực lượng tác dụng đã tóm giữ thắng lợi hai đối tượng tình nghi. Được biệt, mùa đông năm 1996, hai đối tượng lần lượt họ Trừ và họ Chư đến thị trấn Thông Liêu để bán lan quân tử, nhưng việc mua sắm không thuận lợi, không kiếm được tiền. Sau đó hai tên này liền nảy sinh ý đồ xấu cướp của để về quê ăn Tết. Ngày 28 tháng 1, đợi trời tối, hai người bèn đảng vào khu dân cư để tìm kiếm mục tiêu hành sự. Vừa vào đến sân, hai tên này gặp gỡ ngay chủ nhà, không nghĩ ngợi chúng tóm dao đâm nạn nhân khiến anh này không còn tài năng phản kháng, nằm ngay dưới đất. Sau đó, chúng đi vào nhà khống chế chị vợ, uy hiếp đòi giao tiền ra không được, họ Chưa liền cưỡng hiếp rồi giết hại chị, tiếp đó chúng lại đâm chết hai đứa con nhỏ dại của nạn nhân. Trong lúc hai tên này đang lục lọi khắp nhà để tìm chỗ để tiền thì tóm gặp gỡ hai người hàng thôn lịch sự chơi nhà. Chúng khống chế cướp của hai người khoảng một dạng khoảng 35 triệu đồng, đồng thời tấn công hai người bị trọng thương. Về sau nhờ được cấp cứu giãn kịp thời, hai người may mắn thoát khỏi tình thế nguy nan tính mạng. Ngay sau khi gây án, cả hai thuê xe bỏ chạy đến thị trấn An Sơn và ẩn nấp đến bây giờ. Hiện vụ án đang được tiến hành tiếp nhận và xử lý. Theo sau The Metropolis Daily.